Dạ thưa em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tiết ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 môn lịch sử khối 7 trên trang trực tuyến của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Nội dung ôn tập của chúng ta sẽ bao gồm các bài: 1. Bài 9 nước Đại Cồ Việt thời đinh Tiền Lê; 2. Bài 10 nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước; và 3. Là bài 11 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống từ năm 1075 đến năm 1077. Hình thức kiểm tra, các em sẽ viết bài tự luận trong thời gian là 45 phút. Bài đầu tiên, bài số 9, nước Đại Cồ Việt thời đinh Tiền Lê. Bài 9 chúng ta sẽ có hai phần, phần A lớn và phần B lớn. Ở phần 9A, tình hình chính trị, quân sự, thì chúng ta sẽ ôn 3 nội dung. 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước. 2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê. Và 3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn. Cái nội dung học để làm bài kiểm tra thì các em sẽ học tất cả những nội dung đã được ghi chép trong tập học trên lớp. Trên trang trực tuyến này, cô chỉ hướng dẫn những phần cần lưu ý, nhấn mạnh để chúng ta ôn tập tốt hơn. Phần 1, nhà Đinh xây dựng đất nước thì các em sẽ nêu ra tất cả những việc làm trong công cuộc xây dựng đất nước của nhà Đinh. Và trong đó những kiến thức cần lưu ý đó là khi lên ngôi, Đinh Bộ Lĩnh đã xưng là hoàng đế. Khác với Ngô Quyền, khi lên ngôi vua thì Ngô Quyền chỉ xưng vương. Thì kiến thức này chúng ta đã được học. Vương là vua của một nước nhỏ, đế là vua của một nước lớn. Vậy thì khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, ông đã xưng hoàng đế. Cái việc xưng hoàng đế này của Đinh Bộ Lĩnh nó có ý nghĩa như thế nào? Khẳng định nước ta đã đủ mạnh và là một nước cũng có thể sánh ngang bằng với những nước lớn khác trong khu vực. Thứ hai, trong những việc làm để xây dựng đất nước của nhà Đinh thì có những hình thức xử phạt của nhà Đinh như là ném vào vạc dầu sôi, cho vào chuồng hổ ăn thịt hoặc là chẻ mía trên đầu kẻ phạm tội. Thì chúng ta sẽ nêu cái nhận xét về những hình thức xử phạt này của nhà Đinh. Đó là những hình thức xử phạt rất khắc nghiệt bởi vì lúc bấy giờ nước ta chưa có luật thành văn ra đời, xã hội chưa tiến bộ, chưa phát triển. Do đó những hình thức xử phạt đều là do nhà vua quy định và nó thường mang cái tính khắc nghiệt như vậy để răn đe những kẻ phạm tội. Phần 2, tổ chức chính quyền thời Tiền Lê thì các em sẽ trình bày hoàn cảnh dẫn đến sự thành lập của nhà Tiền Lê. Sau đó là vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền của triều Tiền Lê. Về sơ đồ này, chúng ta lưu ý là vẽ đầy đủ sơ đồ của hai cấp, cấp trung ương và cấp địa phương, và sơ đồ phải có khung, có mũi tên đầy đủ, trình bày hoàn chỉnh cái sơ đồ. Phần 3, cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn. Ở cái nội dung phần 3 này thì chỉ cần các em nắm được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn diễn ra vào thời gian nào và chỉ huy lực lượng quân Tống sang xâm lược nước ta lúc bấy giờ là ai. Đó là cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn diễn ra vào năm 981 và lực lượng quân Tống sang xâm lược là do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy. Và cuối cùng là các em nêu kết quả của cái cuộc kháng chiến đó. Bài 9B, sự phát triển kinh tế và văn hóa có hai nội dung. Một là bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ và hai là đời sống xã hội và văn hóa. Trong phần 1, xây dựng nền kinh tế tự chủ của đất nước ở thời Đinh Tiền Lê, chỉ cần các em nêu được 3 nội dung. Một là tình hình nông nghiệp, hai là tình hình thủ công nghiệp và ba là tình hình thương nghiệp. Về phần đời sống xã hội và văn hóa, chúng ta cũng có hai ý. Một là xã hội, hai là văn hóa giáo dục. Trong cái nội dung về xã hội thì các em trình bày sự phân hóa hai giai cấp trong xã hội nước ta thời Đinh Tiền Lê, đó là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Và nhớ là trình bày đầy đủ trong mỗi giai cấp bao gồm những tầng lớp nào. Và cuối cùng là lưu ý tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội lúc bấy giờ là tầng lớp nô tỳ, tuy số lượng không nhiều. Về nội dung thứ hai là văn hóa giáo dục thì nhấn mạnh ở nội dung giáo dục chưa phát triển. Lúc bấy giờ chỉ có một số nhà sư là có trình độ học vấn, có kiến thức giỏi
nên các nhà sư rất được trọng dụng trong cái thời gian này. Bài 10, nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. Trong bài 10 chúng ta có hai nội dung, một là sự thành lập nhà Lý, hai là luật pháp và quân đội. Thì với cái phần 1 sự thành lập nhà Lý, các em sẽ trình bày hoàn cảnh thành lập nhà Lý và có hai việc quan trọng sau khi nhà Lý thành lập, đó là nhà Lý cho dời đô và nhà Lý cho đổi tên nước. Năm 1010, nhà Lý cho dời đô về Đại La và đổi tên mới là Thăng Long. Thì ở cái kiến thức này, cô có câu hỏi mở rộng nâng cao, đó là tại sao nhà Lý chọn vùng đất này làm kinh đô, tức là cái vùng đất Đại La? Để trả lời được câu hỏi này, các em sẽ tham khảo nội dung trong sách giáo khoa, đó là chiếu dời đô trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Cả những nội dung viết trong chiếu dời đô của vua Lý bao gồm rất đầy đủ các câu trả lời để chúng ta có thể biết được lý do tại sao nhà Lý chọn cái vùng đất Đại La này để làm kinh đô. Và việc làm quan trọng thứ hai của nhà Lý đó là năm 1054, nhà Lý cho đổi tên nước là Đại Việt. Nước ta dưới thời Đinh Tiền Lê có tên gọi là Đại Cồ Việt. Thì sang thời nhà Lý, năm 1054, nhà Lý đã cho đổi tên nước là Đại Việt. Và tiếp theo là các em cũng sẽ trình bày tổ chức chính quyền của triều Lý dưới dạng sơ đồ. Chúng ta sẽ vẽ sơ đồ. Và sơ đồ chính quyền triều Lý cũng gồm hai cấp là cấp trung ương và cấp địa phương. Và cô cũng nhắc lại cái lưu ý đó là vẽ sơ đồ hoàn chỉnh phải có khung và có mũi tên đầy đủ. Nội dung thứ hai, luật pháp và quân đội. Thì ở đây chúng ta có hai nội dung rõ ràng, một là luật pháp, hai là quân đội. Về luật pháp, năm 1042 nhà Lý cho ban hành bộ luật Hành Thư và nhấn mạnh đó là luật thành văn đầu tiên của nước ta. Ở đây chúng ta phải chú ý đến cái câu hỏi mở rộng nâng cao, sự ra đời của luật thành văn chứng tỏ điều gì? Chúng ta biết là ở những cái triều đại Ngô, Đinh, Tiền, Lê chưa có luật pháp thành văn được ban hành. Như vậy với sự ra đời của bộ luật thành văn đầu tiên dưới thời Lý, đó là bộ luật Hành Thư, thì đã chứng tỏ sự phát triển tiến bộ của xã hội. Rồi sau đó các em sẽ trình bày nội dung chính của bộ luật Hành Thư. Nội dung chính của bộ luật Hành Thư chúng ta sẽ học trong sách giáo khoa. Những cái quy định của bộ luật Hành Thư đã được nêu đầy đủ và rõ ràng trong sách giáo khoa, quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện, bảo vệ tài sản của công, vân vân. Các em học đầy đủ những cái nội dung chính đã được nêu trong sách giáo khoa. Về quân đội thì lực lượng quân đội sẽ chia làm hai bộ phận, đó là cấm quân và quân địa phương. Cấm quân là lực lượng quân đội đóng quân tại triều đình, làm nhiệm vụ bảo vệ vua và triều đình. Lực lượng quân địa phương sẽ đóng quân tại khắp các địa phương trong cả nước. Và dưới các triều đại thì tên gọi có thể thay đổi khác nhau, nhưng mà chúng ta thấy vẫn bao gồm hai bộ phận quân đội chính và với nhiệm vụ của mỗi bộ phận quân đội. Bài 11 chúng ta sẽ có hai phần 11A và 11B. Thì ở cái bài 11 này cô giới hạn bớt, chúng ta sẽ không học cái giai đoạn thứ hai của cuộc kháng chiến chống quân Tam Lực Tống. Chúng ta chỉ học giai đoạn thứ nhất để làm bài kiểm tra định kỳ lần này. Giai đoạn thứ nhất năm 1075 có hai nội dung. Một là nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta và hai là nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ. Trong cái phần 1 nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta thì các em nêu đầy đủ những khó khăn của nhà Tống trong giai đoạn này là vào giữa thế kỷ thứ 11. Để từ đó thấy được là nhà Tống muốn xâm lược Đại Việt là để nhằm mục đích gì. Và theo như bài học chúng ta đã được nghe cô giảng trên lớp, đó là nhà Tống muốn xâm lược Đại Việt là để giải quyết các khó khăn của nhà Tống. Thì câu hỏi nâng cao được đặt ra đó là tại sao xâm lược được Đại Việt là sẽ giải quyết được các khó khăn của nhà Tống? Thì ở đây chúng ta sẽ trình bày lần lượt các ý để trả lời câu hỏi này. Đánh thắng được Đại Việt thì chứng tỏ uy
uy danh, thế mạnh của nhà Tống vẫn còn, và điều đó sẽ làm cho hai nước Liêu và Hạ phải kiêng nể, e dè, khiếp sợ. Đánh thắng được Đại Việt thì nhà Tống sẽ vơ vét bóc lột của cải của Đại Việt, và có nghĩa là vấn đề nguy ngập khó khăn về tài chính, ngân khố cạn kiệt của nhà Tống sẽ được giải quyết. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ trình bày để chuẩn bị cho cái cuộc xâm lược này nhà Tống đã làm những gì. Thì theo bài học chúng ta thấy là nhà Tống đã có mưu đồ ở cả biên giới phía Bắc và cả biên giới phía Nam của Đại Việt, dụ dỗ mua chuộc các tù trưởng của ta ở vùng biên giới phía Bắc và xúi dục Champa đem quân đánh phá quấy nhiễu Đại Việt ở biên giới phía Nam. Và trước tình hình đó thì nhà Lý đã đưa ra một cái chủ trương vô cùng độc đáo, sáng tạo và táo bạo, đó là chủ động tiến công trước để phòng vệ. Ở phần này thì câu hỏi nâng cao của cô là nhà Lý thực hiện chủ trương gì độc đáo, sáng tạo? Thì các em nhớ chủ trương đó chính là chủ động tiến công trước để phòng vệ. Theo như lời Lý Thường Kiệt đã nói, ngồi yên đợi giặc sao bằng đem quân đánh trước để giành thế chủ động. Và tháng 10 năm 1075 thì 10 vạn quân nhà Lý dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt cùng với các tù trưởng Tông Đản, Thân Cảnh Phúc đã tiến công sang đất Tống. Và với cái cuộc tiến công này, mục đích của chúng ta là làm suy giảm thế mạnh của nhà Tống, phá vỡ những cái gì mà nhà Tống chuẩn bị cho cái cuộc xâm lược này. Do đó, với câu hỏi cuộc tiến công chủ động này của nhà Lý có phải là một cuộc xâm lược hay không, vì sao, thì các em trả lời rằng cuộc tiến công này của nhà Lý không phải là một cuộc xâm lược. Vì sao thì chúng ta sẽ căn cứ vào diễn biến của cuộc tiến công cũng như là cái kết quả cuối cùng, đó là sau khi đạt được mục tiêu thì nhà Lý đã cho rút quân về nước, không ở lại chiếm cứ đất Tống cũng như không làm tổn hại đến nhân dân của nước Tống. Như vậy cuộc tiến công này chỉ là cuộc tiến công một cách chủ động để giành thế tự vệ của nhà Lý, chứ không phải là một cuộc xâm lược. Và đó là tất cả những cái nội dung ôn tập cho kỳ kiểm tra sắp tới. Cô chúc các em ôn tập thật tốt, đạt hiệu quả và sẽ có điểm cao trong kỳ kiểm tra này nhé. Xin chào các em.